Để nối tiếp một đoạn mà chúng ta chuẩn bị uống tiếp thì chúng ta phải uống ở dưới một đoạn đó để tạo một cái điểm tựa cho cái cành mà mình sắp uống, thì chúng ta có thể nối tiếp vào cái đoạn mà chúng ta đã uống rồi. Bây giờ đến cái chiều này, ban nãy là cành dự kiến là chúng ta sẽ nghiêng về bên phải, thì chúng ta sẽ uống theo cái chiều của uống theo cái dây theo chiều bên phải. Tại cuối đường uống chúng ta sẽ khóa vòng dây bằng cách bắt chéo ngược lại cái vòng ban nãy chúng ta để khóa đầu dây. Sau khi cái cành đây là các cái kiểu quấn mà cho quấn những cành chính. Sau khi các quấn cành chính thì chúng ta sẽ quấn tới những cành nhỏ. Ví dụ như một cái cành này dự kiến là chúng ta sẽ quấn cùng một dây, thì chúng ta có thể sử dụng một dây để quấn hai đầu. Và đây cũng là cách một là để tạo nên lực cứng cho cành, cho cái lực uốn không bị tuột, và cái thứ hai nữa là để tiết kiệm dây. Thì chúng ta có thể cái chỗ này để uốn một cái cành nó có độ nhỏ nhỏ hơn. Khi chúng ta uốn đến những cái cành mà nó nhọt như vậy nè, chúng ta phải cầm cái tay như thế nào nhé, để chịu lấy cái cành nhỏ. Và khi chúng ta quấn là cái sợi dây nó đi, chứ không phải là cái cây nó đi. Nếu cái này chúng ta đi á, là nó sẽ bị gãy. Đó, cái tay của chúng ta đi, cái dây quấn tới đâu thì cái tay chúng ta đi tiếp theo tới đó để bợ cái cành lại cho nó sát với cái dây. Thì chỗ này nó nhỏ nó sẽ đi dây. Thì do đó chúng ta nhìn thấy rõ ràng cái cành nó bánh thẳng mà cái dây nó cong, là do chúng ta quấn cái dây nó đi theo cái cành, chứ không phải là mình quấn cái cành theo cái dây. Tới điểm cuối nếu mình không khóa thì cái cành này sau này nó sẽ lỏng lẻo, nó là tự động nó bung. Thì chúng ta khóa đầu dây lại. Ở đây chúng ta sẽ hướng dẫn tới tiếp một cái đoạn là uốn những hai cái cành gần nhau để tạo lực và để tiết kiệm dây cho những cái cành mà cành nhỏ kế tiếp. Hai cái cành nhỏ, cành thứ cấp ở gần nhau chúng ta không nên quấn nối từng đoạn, mà chúng ta nên sử dụng một dây quấn từ xa, quấn nối hai cái lại với nhau thì đỡ tốn công và tốn dây rất nhiều. Quấn sát với cái dây lớn để nhìn cho có thẩm mỹ và cũng chính là tạo lực luôn.
Đây là để quấn cho hai cái cành nhỏ gần nhau. Đầu dây, khóa đầu dây. Đối với những loại nhánh cành như vậy nè, thì chúng ta lấy một cái dây chặt đôi và để ở cuối cành. Ta vuốt nó thật là sát gốc nhé, để nó không bị tuột. Và chúng ta quấn hai dây chung cho đến khi mà đến cái điểm mà bắt đầu hai cốt cành nhỏ nó chia ra. Và chúng ta bắt đầu, khi đến điểm cốt hai cành nhỏ nó chia ra, chúng ta bắt đầu chia hai dây ra. Mỗi dây đi một đường. Ở đây cái dây nó có một đầu dài và một đầu ngắn. Là chúng ta để những cái cành, cái dây ngắn chúng ta đi về cái cành ngắn. Cuối cành cũng khóa đầu dây. Và đầu còn lại chúng ta quấn cho cái cành còn lại, cho cái nhánh còn lại. Đầu ngọt khóa đầu dây. Trên đây là cách thức uốn của một cái cây từ cành lớn cho tới cành nhỏ. Đây là cách uốn của một cái từ cái thân lớn, cành lớn và đến cho đến những chi nhỏ. Và khi chúng ta uốn cây là chúng ta phải uốn cho đến chi cuối cùng. Mọi người nhìn thấy cái cây mà tôi post trên mạng á, ai nhìn thì cũng thấy đẹp thật, kể cả cây nguyên liệu, không phải là cây nguyên liệu, cây bán thành phẩm. Nhưng mà mọi người quên cái để ý đi, là do tôi uốn tới chi cuối cùng. Tại vì nếu chúng ta không uốn tới chi cuối cùng, giả sử như là cái cây cành này nó đang nhìn nó rất là ngay ngắn á, nhưng mà những cái cành khác á, nó luộm thuộm, nó lòng thòng á, nhìn cái cây nó mất thẩm mỹ thì rất là nhiều. Do đó khi chúng ta quấn, phải quấn đến một chi cuối cùng. À, tại sao tôi hay nói là cái cây của tôi nhiều khi tôi uốn tới 4 ngày mới xong. Những cái cây mà siêu chi á, nếu mà ai ngồi uốn thì mình sẽ thấy được cái thời gian uốn. Hôm trước có cái cây sam núi mà tôi nói là sửa cành, biến những cái tàn bánh thành một bộ tàn nối, thì hai thầy trò làm hơn một tuần. Cái cành nó tính ra chắc cũng không biết là bao nhiêu là đến trễ, nhưng mà hai thầy trò mà phải làm hơn một tuần mới xong cái chi đó. Ở ngoài này anh em được có cái là cây xanh thì nó ít nhánh hơn, nhưng trong miền Nam cái dòng lá nhỏ, chi nhánh rất là dày. Không cần nói xa đâu, chỉ cần mà ngồi uống một cái cây như cây Mai Chí Thủy ở đây thôi nè. Nếu mà một người mà uống bình thường cũng phải mất hơn một ngày. Nếu mà bộ xương đó mà uống cho tới chi nhỏ cuối cùng. Uống dây chúng ta sẽ đến gọi là phần uống cành. Đối với một cái cây thân thẳng như vậy, chúng ta sẽ uống như thế nào để cho cái cây nó có một cái độ lắc. Lắc như thế nào thì cái đó là do tùy hứng của mỗi người thôi. Cảm nhận và cái hứng của cái người làm lúc đó. Giả sử như cây này tôi đang định làm cây văn nhân, thì tôi sẽ uốn cho nó hơi cong lượn một tí. Mọi người chú ý cái điểm này nè. Cái điểm này nãy tôi quên chưa nói. Khi chúng ta muốn uốn cong như thế nào không cần biết, nhưng tại điểm uốn cong thì đỉnh của uốn cong bao giờ cũng phải có một cái vòng dây để khóa cái đỉnh. Nếu chúng ta không khóa cái đỉnh đó thì cái đầu này nó sẽ bị tét. Mọi người chú ý điểm này rất quan trọng. Cái tét tại cái điểm cong anh em hay bị là do chúng ta không khóa đầu dây. Giả sử như cái này, tôi khóa đầu dây thì tôi sẽ bẻ ở đây. Theo dự kiến là tôi sẽ làm cong ở đây, thì tại cái điểm đỉnh của đầu cong phải có một đầu khóa, phải có một vòng dây để khóa, để tránh cái trường hợp mà tét cành. Cái này là mình đang muốn nó cong quá nhiều,
đúng ra là phải có 2 giây. Nhưng mà cái chỗ gãy này mai mốt sẽ là chỗ đẹp. Thì không thật, nếu mà cái này chỗ gãy này sẽ là chỗ đẹp. Tại vì cái này ban đầu chỉ cần nhìn thấy là tôi đã biết là nó sẽ gãy rồi. Tại vì mình phải uốn cong như vậy mới được. Dạ, này phải thêm dây. Nhưng mang cái cây này già quá. Cây này già quá. Không có chỗ chứa đâu mẹ mấy cây. Cái bó gọi là bó thẩm mỹ cho những cành bị gãy. Thường chúng ta bó xong chúng ta ở cuối đường quấn chúng ta siết nó lại. Hoặc là chúng ta lấy dây chúng ta cột lại, nó không có thẩm mỹ. Thì cái cách đây là một cái cách quấn mà không cần phải siết mà chắc mà lại rất thẩm mỹ. Đầu tiên là nếu chúng ta quấn lên thì chúng ta cho cái cành này nó quay, cái đầu dây kia nó quay xuống. Và nếu chúng ta quấn xuống thì chúng ta cho nó quay lên. Phần thân cho nó cong. Rồi về cái phần cành. Về các phần cành á, đối với cành á thì chúng ta uốn như thế nào, làm sao để cho cái người nhìn vô người ta sẽ nhìn thấy được tất cả các độ lượng của cành, nhìn gọi là nhìn 3D đó. Thì để cái cành mình nhìn cái cây chúng ta nhìn có chiều sâu á thì chúng ta nên cái co đầu tiên là co đi ra đằng sau, không phải nhất nhất là chúng ta phải đi ra đằng sau. Nhiều khi có những cái co đầu tiên của thiên nhiên đó, nó đi đằng trước nhưng mà vẫn rất ấn tượng. Nhưng do là cây của chúng ta làm từ ban đầu, chúng ta nên bẻ cái cành cho nó ra đằng sau để nhìn cho nó có chiều sâu. Cách uốn là đây là để mọi người nhìn rõ hơn, tôi sẽ làm mà người để cho nó có cành nằm ngang. Đối với một cành bình thường thì đối với cành bên trái thì chúng ta bẻ cái co nó ra đằng sau theo cái chiều này, co đầu tiên, sau đó chúng ta bẻ ngược về đằng trước. Nhưng cái co thứ hai là phải về đằng trước, nhưng khi chúng ta bẻ về đằng trước chúng ta bẻ nó xuống một chút. Giả sử đây là cốt thân nha. Đó, thì cái co đầu tiên chúng ta đã, chúng ta bẻ ra đằng trước. Nhưng cái co thứ hai là chúng ta bẻ ra, con thứ nhất bẻ ra đằng sau, con thứ hai bẻ ra đằng trước, nhưng chúng ta bẻ nó xuống một chút. Để chúng ta nhìn chiều này chúng ta cũng thấy cái độ lượn. Nhưng mà chúng ta nghiêng về hướng này chúng ta vẫn thấy được cái độ lắc. Nếu chúng ta nhìn từ trên nhìn xuống. Thì đó là cái cách để làm cho bộ tàn. Khi mà chúng ta nhìn cái bộ cành như vậy á, thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ rất là có chiều sâu. Và có thêm một phần nữa là chúng ta có thể được tạo được cái độ dày cho cái tán.
nếu chúng ta phải bẻ chỉ bẻ ngang thì sau này chúng ta phải làm rất nhiều cành, rất nhiều tay tán ở trên. Thì chúng, nếu đối với cành thưa chúng ta chỉ cần bẻ nó xuống tạo cái độ 3D thì chúng ta không cần phải bẻ tán nó quá nhiều. Tới con thứ ba chúng ta lại bẻ ra đằng sau và cũng lại phải xuống một lần nữa. Đây giả sử như, nhưng cái con mọi người chú ý cái này nữa là theo cái tỷ lệ của cái cây, các con nó phải nhỏ dần. Con thứ nhất to nhất, con thứ hai nó nhỏ hơn một chút, con thứ ba nó nhỏ hơn nữa, con thứ tư nó nhỏ hơn nữa. Thường là một cành chúng ta nên làm khoảng tới 5 con thôi. Làm 5 con thôi. Đây là một cái cốt cành chính. Chúng ta nhìn hai chiều để cho dễ biết. Thì nhìn như vậy chúng ta sẽ thấy chiều sâu. Nhìn như vậy chúng ta sẽ thấy chiều sâu. Và để tránh cái sự đều đặn á, để tránh sự đều đặn là chúng ta không nên làm những cái co nó giống nhau. Ví dụ như co đầu tôi làm nó tròn, nhưng tới co thứ hai tôi làm nó hơi vuông, và co thứ ba tôi làm nó hơi nhọn. Thì sau này cái bộ cành á, bộ cành á nhìn nó sẽ ấn tượng hơn là cái sự mà bẻ co nó đều đặn. Giả sử như co đây tôi bẻ đều đặn. Nếu tôi bẻ nó đều đặn giống như cái hình xin này nè, sau này nhìn nó chán lắm. Thì chúng ta bẻ làm sao cho cái cành của mình, cái cành của mình nó như vậy nè, nhìn nó lắc nó không đều, nó lắc nó không đều nhau, mà nó lượn nó cũng không đều nhau, là đẹp nhất. Một số những cây dẻo hoặc là những cây còn nhỏ chúng ta có thể uốn cành quái được á, thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp là hai co cho một co. Nếu cái cây quái á, mình làm hai co cho một co nó rất là đẹp. Giả sử như thay vì mình chỉ uốn có một co như vậy đúng không, rồi tới co đằng trước đúng không, co đằng sau, co đằng trước, thì trong cái co đằng một trong hai co này hoặc bất kỳ co nào cũng được, thay vì một co này chúng ta thêm một hai cái co nhỏ ở trong đó. Chẳng hạn vậy. Cái này tôi hay dùng cái danh từ là hai co trong một co. Thì sau này nó tạo nên được những cái nếp gấp. Sau này cái cành nó lớn lên nó xếp nếp lại vậy nè. Nhìn sau này nó rất là đẹp. Thì nếu chúng ta nếu có cái khả năng mà có cái cây nhỏ, thì chúng ta nên làm lâu lâu thỉnh thoảng làm hai co trong một co. Hoặc không có đi co, không có đi co mà nó cong bình thường như vậy, mà chúng ta đi sẽ đi co những co mà gấp khúc dít dắt luôn. Ví dụ đây là một co tròn, xong chúng ta gấp một cái vậy nè, rồi chúng ta mới tạo thêm một co nữa, gấp thật gấp như vậy nè, đó rồi chúng ta mới đi ra. Nếu chúng ta bẻ uốn được như vậy, một số cây uốn được như vậy, đó là cách uốn. Thì để thực hành mình sẽ uốn cái cành này cho nó thành những cái cành mà như dạng như này. Thì ở trên diễn đàn tôi cũng hãy nói là đây là cành rơi, tại vì nó giống như rơi cái bột xuống vậy, hay là cành rớt thì cũng được, nhưng mà cố gắng làm sao đừng có để đều nhau, nhìn nó sẽ đẹp. Chúng ta bẻ gọn nó vào trong để thứ nhất là giảm cái độ chống của cây, thứ hai là chúng ta tạo nên những co quái, sau đó chúng ta mới quặt ra ngoài. Và là cây quái, cây phong chanh, chúng ta nên bẻ những cái đường cong không đều đặn và những cái độ lượn không giống nhau. Anh ạ.
Đây là chúng ta bẻ những cái dạng cây quái. Thì đúng chuẩn, đúng chuẩn nhá, là mọi người phải uốn như vậy thì nó đẹp. Nhưng mà chúng ta phải sáng tác ra. Về cơ bản thì chúng ta phải nắm, nhưng mà chúng ta có thể sáng tác ra để tạo ra những cái đường co như vậy. Thì sau này cây này nó mới đẹp được, chứ không thể nào nó để cho nó đơn điệu như vậy. Đó là cách tạo ra những cái đường co. Và hôm nay trong cái đợt này thì như đã nói thì tôi cũng đã hướng dẫn một số bí kíp nữa. Đó là cái bí kíp mà trong trường hợp thực ra cái cây ban nãy á, cây này là do khi uốn thân tôi thấy nó giòn rồi, thì anh em sẽ gặp một số cành nó bị giòn thì phải uốn như thế nào. Thì để cách uốn được cho những cây giòn, chúng ta cứ uốn theo kiểu lò xo. Ban nãy mọi người không có để ý đó, tại vì tôi uốn lò xo chứ không phải là lại uốn đúng như cái lò xo. Cho anh mượn cái chai nước, Nếu mọi người không biết cách uốn và uốn để tránh gãy thì chúng ta uốn như lò xo. Uốn như lò xo như thế nào? Chúng ta uốn kéo cái lò xo ra đây nè. Mọi người nhìn kỹ nha, đây là cái lò xo đúng không? Sau đó đây có phải là co 1 không? Đây có phải là co 2 không? Và đây có phải là co 3 không? Cứ đều đặn mà. Co 1 đằng sau, co 2 đằng trước, co 3 đằng đây. Và để cho nó 3D thì chúng ta chỉ việc kéo nó xuống, tự động nó thành